Hello, xin chào anh em, mình đã trở lại đây. Trước mặt mình đây ngày hôm nay là một mẫu laptop đến từ Lenovo có tên mã Yoga S730 với mức giá trên 22 triệu đồng. Thì đây không phải là mức giá có thể nói là rẻ được, đây là mức giá mình thấy là tầm chung chung thôi. Vậy thì bỏ ra người đấy tiền, anh em sẽ nhận được những gì? Một mẫu laptop mỏng 12mm, nhẹ, chỉ nặng khoảng 1,2kg. Và chắc chắn ở đây là như nào? Full kim loại, tức là mặt A, mặt C và mặt D đều làm bằng kim loại, nên việc xảy ra hiện tượng flex ấy thì hoàn toàn không hề có ở tất cả các mặt luôn. Có thể anh em sẽ nhầm lẫn một điều, đó chính là các mẫu laptop làm bằng kim loại sẽ chắc chắn. Cũng không hẳn như vậy, bởi vì kim loại thì cũng có kim loại này và kim loại nọ, thì có kim loại ngon, kim loại không ngon, chưa ngon. Thì đây là một mẫu laptop có thể nói là kim loại ngon. Tiếp theo là phần màn hình, kích thước 13.3 inch, Full HD, IPS. Thì đây là một màn hình gương, tức là như nào? Nếu màn hình gương ấy, anh em dễ hiểu nhất ấy, anh em có thể soi gương được đấy, một cách đơn giản, và anh em có thể nhìn hình ảnh nó nổi bật và dễ nhìn hơn. Tuy nhiên nhược điểm đó chính là anh em mang ra nắng ấy, vì đây là kết cấu màn gương mà anh em sẽ bị phản chiếu ánh nắng, thì dù ngoài trời nắng thì khá là khó. Tiếp theo đó là nó rất là bám vân tay, anh em mà vô tình chạm vào thôi thì nhìn nó rõ một một luôn. Chuyển sang tới phần bàn phím thì như mình đã nói ngay ở đầu, thì phần mặt C được làm bằng kim loại nên chắc chắn là không hiện tượng flex rồi. Hành trình phím khá nông nhưng mà cho cảm giác sử dụng vẫn rất tốt và ổn mà chắc chắn. Ở phía dưới còn bàn phím có một cảm biến vân tay tích hợp Windows Hello. Trackpad thì cho mình cảm giác tốt, khả năng tracking mượt mà, không gặp vấn đề gì cả. Mình là một người ra mồ hôi tay nhưng mà khi ra mồ hôi tay hay là không ra thì sử dụng vẫn tốt như nhau thôi. Thì Lenovo làm rất tốt phần trackpad này, cũng là một điều dễ hiểu do phần cổng kết nối của mẫu laptop này thực sự là không thua kém gì MacBook về cái độ thiếu thốn cả, khi anh em sẽ có 3 cổng USB Type-C với giao thức Thunderbolt 3. Vậy thì với giao thức Thunderbolt 3 sẽ có cái điểm lợi như nào? Thứ nhất, đây là một jack có thể nói là tương lai, sau này thì các cổng kết nối đều sẽ chuyển sang Type-C hết, anh em có thể dùng rất là tiện lợi. Tiếp theo đó về khả năng mở rộng có thể nói là rất nhiều, kể cả anh em có sử dụng eGPU hay là các thứ khác vẫn được. Còn một điểm trừ đó là tại thời điểm hiện tại ấy, đa số các cổng kết nối đều vẫn chưa có, anh em sẽ phải mua jack chuyển đổi, và jack chuyển đổi giá thì nó hơi chát một chút, nhưng bù lại được cái là anh em có thể sạc được 3 cổng, tức là cắm đâu cũng được, không nhất thiết là phải nhìn bên trái bên phải cắm đâu. Hoặc một cách dễ hiểu hơn, nếu như anh em mang mẫu laptop này đi ra đường hoặc là mang đến cơ quan chẳng hạn mà chẳng may quên sạc ở nhà thì có thể mượn sạc của những người xung quanh để cắm cho. Còn về phần pin thì theo Lenovo quảng cáo thì pin của mẫu laptop này tương đối ấn tượng. Mình sử dụng qua các lướt web này, Word, Excel thì mình thấy một nửa ngày làm việc của mình quá thoải mái, còn một ngày thì anh em sẽ cần cân nhắc một chút. Cấu hình của mẫu laptop này theo mình đánh giá là rất tốt ở ngay thời điểm hiện tại thôi. Vẫn rất là hoàn hảo để sử dụng các công việc như kiểu Word, Excel, soạn thảo văn bản hay làm Photoshop nhẹ nhàng, với CPU Core i5-8265U 4x8 luồng, 8GB RAM, 512GB SSD. SSD bây giờ rẻ nên kiểu các hãng cứ nhét 512 vào. Vậy thì để chốt lại, nếu anh em có 22 triệu đồng thì có chấp nhận bỏ tiền ra để mua một mẫu laptop có các cái cổng kết nối tương lai và một thiết kế mỏng, nhẹ và đẹp hay không? Thì link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả của video. Anh em hãy bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Anh Phát để không bỏ lỡ các video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.